Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15, chiều ngày 2 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021. Thảo luận tại phiên họp, các ý kiến thống nhất cho rằng những kết quả đạt được trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thời gian qua nhằm tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển công tác phòng chống dịch và an sinh xã hội là rất đáng trân trọng. Nhấn mạnh, nhà nước đặt ra pháp luật để quản lý xã hội, đại biểu Phạm Văn Thịnh, Bắc Giang cho rằng nếu việc thực thi pháp luật chưa được tối ưu thời gian cho các tổ chức cá nhân, thì đó chính là sự lãng phí lớn nhất. Theo đại biểu, để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mục tiêu cần làm là phải giảm thời gian để tuân thủ các quy định của pháp luật cho các tổ chức cá nhân trong chính cơ quan nhà nước cũng như toàn xã hội. Bên cạnh đó, đại biểu cũng nêu vấn đề và đề nghị khắc phục một số điểm bất hợp lý hiện nay trong phân cấp, phân quyền. Phân cấp hiện nay của chúng ta chưa đảm bảo nguyên tắc. Việc nào cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và hiệu quả tốt hơn thì giao cho cấp đó thực hiện theo đúng tinh thần của chính phủ. Phân cấp của chúng ta còn chưa đồng bộ khi việc tổng thể thì giao quyền cho địa phương nhưng những lĩnh vực cụ thể trong đó lại không được phân cấp. Giải trình của các địa phương chậm giải ngân đầu tư công hầu hết đều có đề nghị đẩy mạnh phân cấp và nêu ý kiến nếu phân cấp triệt để và đồng bộ, tiến độ triển khai và thực hiện dự án đầu tư có thể rút ngắn được từ 6 đến 12 tháng. Điều đó cho thấy phân cấp hiện nay không chỉ tạo ra sự lãng phí rất lớn mà ở góc độ nào đó còn làm chậm và mất đi cơ hội phát triển của đất nước. Vì vậy, tôi xin đề nghị Quốc hội cùng Chính phủ xem xét ngay trong kỳ họp này nên ban hành một nghị quyết quy định một số nội dung phân cấp cho chính quyền địa phương, đảm bảo đồng bộ và gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp tỉnh. Nếu được vậy, tôi tin chắc sẽ không chỉ đem lại hiệu quả cao cho công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, mà còn đảm bảo kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, phát huy tính chủ động, chịu trách nhiệm của các địa phương, khắc phục tình trạng chậm trễ trong đầu tư công, trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư hiện nay. Quan tâm đến vấn đề thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, đại biểu Trần Thị Thu Hằng, đoàn Đắk Nông cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý tài sản công hiện nay còn một số tồn tại, hạn chế. Nhận thức trách nhiệm của một bộ phận người đứng đầu cơ quan đơn vị về quản lý sử dụng tài sản công chưa cao, việc cập nhật phổ biến tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công chưa kịp thời, quá trình thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, công trình sự nghiệp để đầu tư xây dựng mới còn nhiều bất cập, nhất là đối với những tài sản có giá trị thấp, do quy trình thanh lý chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mất nhiều thời gian không kịp thời trong việc xử lý tài sản, việc quản lý đất công, nhà công chưa chặt chẽ về tổ chức cá nhân và người dân lấn chiếm, sử dụng sai mục đích nhưng chậm chưa được xem xét xử lý theo quy định, hoạt động thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm đối với việc chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước của một số cơ quan đơn vị địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Đại biểu Trần Thị Thu Hằng cho rằng, chính phủ cần tiếp tục và nhanh chóng hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đặc biệt là quản lý tài sản công, chỉ đạo rà soát tổng thể hệ thống văn bản liên quan đến lĩnh vực này, đồng thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới những văn bản liên quan đến thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm đáp ứng yêu cầu phát sinh từ thực tiễn, quy định mức tiêu chuẩn chi tiết, cụ thể, rõ ràng cho từng lĩnh vực.